Xin chào các bạn, mình có đây một chiếc ốp lưng cao cấp nữa dành cho Samsung S10e, một sản phẩm đến từ Spigen. Đây là một chiếc ốp lưng được làm hoàn toàn từ nhựa mềm và đây là cái phiên bản đặc biệt của Spigen dành cho S10e, dòng Lamanan Vlazy, một chiếc ốp lưng có một cái logo riêng biệt. Sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc, vẫn là cái thương hiệu tại Mỹ. Đây là một chiếc ốp lưng khá là thời trang. Phong cách của nó sẽ hướng đến phong cách nó sẽ sang trọng và đơn giản một chút. Đây, như bạn thấy này. Đó. Đấy, ở bên trong cũng có những cái họa tiết chống nóng là dạng logo đặc trưng của dòng Lamanan này. Sản phẩm này là lấy cảm hứng thiết kế từ Pháp, với cái điểm nhấn của nó là những cái thiết kế rất là thanh lịch, và với cái thiết kế dạng vân sọc như này này thì các bạn có thể sử dụng theo thời gian mãi mà không lo nó bị lỗi mốt. Đây, thiết kế mềm mại, thao lắp rất là dễ dàng. Mình sẽ lên lắp lên chiếc S10e này thì lắp cái dễ. Đây, các bạn bấm vào. Đây, cảm giác bấm vào rất là chắc tay nhé. Các bạn đã sử dụng qua những cái mẫu ốp lưng bằng silicone thì bạn khi sử dụng chiếc ốp lưng này bác sẽ thấy ngay cái sự khác biệt, đó là cái sự ôm máy chắc chắn hơn rất là nhiều. Mặc dù nó đều được làm từ nhựa mềm, nhưng mà nhựa mềm TPU cao cấp của Spigen thì nó có độ ôm máy và chắc chắn hơn cực kỳ nhiều so với những ốp lưng silicone bình thường khác. Đây, mặt sau lưng rất là bắt mắt, cái logo đặc trưng này, màu vàng bóng này. Thiết kế của nó thì nó hơi dày dày một tí, so với những lòng ốp lưng silicone phổ thông thì nó sẽ hơi dày một chút, độ dày khoảng tầm 1mm. Những cái phím bấm được làm nổi hẳn lên, các bạn sẽ thấy Spigen làm những cái phím bấm này cho bạn cái cảm giác bấm rất là tốt. Và đương nhiên đây là một chiếc ốp lưng bảo vệ cực kỳ tốt, mọi góc mọi cạnh của chiếc ốp lưng này được che chắn khá là kỹ lưỡng. Đây, camera cũng thế, cảm giác cầm trên tay rất là đầm và chắc, và hơn nữa nó cho mình cái cảm giác bám tay hơn, nó không bị trượt. Đối với một chiếc máy nhỏ như S10 thì bạn có thể thoải mái sử dụng các mẫu ốp lưng mà không lo nó bị to tay lên quá là nhiều. Như bạn thấy đây, mình cầm trên tay nó rất là vừa vặn này. Từng cái chi tiết các bạn có thể thấy Spigen làm rất là đẹp, với độ hoàn thiện tinh xảo mà rất ít hãng ở trên thị trường bây giờ có được cái độ hoàn thiện như của Spigen. Và để đặt mua cái chiếc ốp lưng này, các bạn vui lòng truy cập website lesang.vn, link đặt mua sản phẩm mình để ngay dưới dòng mô tả sản phẩm. Xin cảm ơn các bạn.